Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình chia sẻ của huấn luyện viên Trương Quang Vũ mỗi ngày một tiêu đề. Và trong tất cả các tiêu đề trước, tôi đã chia sẻ cùng với tất cả các bạn về những cách đánh đôi như thế nào, cách truyền tải thông tin đến cái người partner của chúng ta, cách tiếp nhận thông tin và sự phối hợp cũng như trao đổi thông tin, làm sao chúng ta có thể phối hợp tốt nhất cho đối với người chơi chung của chúng ta. Cái thứ hai là chúng ta đã đi qua những cái chiến thuật làm sao chúng ta có thể đối kháng với người chơi hai lưới, một phong một lưới, cách áp lưới và cách phòng thủ trong đánh đôi. Thì hôm nay tiếp tục tôi sẽ cùng chia sẻ với tất cả các bạn về những series đánh đơn, làm sao chúng ta có thể thực hiện tốt nhất để có thể phát huy được những chiến thuật cũng như là kỹ thuật trong đánh đơn. Điều đầu tiên thì tất cả các bạn phải nhớ cái sự khác biệt giữa đánh đơn và đánh đôi là như thế này. Thứ nhất, đánh đôi là phụ thuộc vào người partner của các bạn và các bạn cần phải có sự phối hợp. Nhưng riêng đánh đơn thì tất cả mọi thứ các bạn sẽ là người chủ động và thắng điểm, thua điểm đều do tất cả các bạn. Cho nên muốn đánh đơn, điều đầu tiên là các bạn cần phải có một nền tảng thể lực. Vì nếu như các bạn không có đầy đủ thể lực thì các bạn sẽ bị đối phương khai thác triệt để và không ai có thể hỗ trợ được cho tất cả các bạn. Riêng đánh đôi á, thì khi các bạn mệt thì có người sẽ hỗ trợ cho các bạn chỉ cần đứng một chỗ và người còn lại là partner của bạn sẽ bao cho các bạn về cái việc đó. Nhưng đánh đơn thì điều đó không thể, khi các bạn mệt rồi thì đối phương sẽ khai thác bằng những cú lốp, những cú bỏ nhỏ, những cú đánh ra hai mang chẳng hạn như thế. Cho nên điều đầu tiên các bạn phải chuẩn bị cho mình một nền tảng thể lực thật là tốt. Một nền tảng thể lực thì bao gồm đó là sức mạnh, tốc độ và sức bền. Các bạn nhớ giùm tôi ba cái điều đó. Nếu nói về đánh đơn thì chúng ta có những cái trường phái đánh đơn như sau. Thứ nhất là đánh đơn, các bạn thấy là những người đánh giao bóng lên lưới và chuyên về lưới. Đó là một cách giao bóng lên lưới, hoặc là họ đánh xong họ sẽ lên lưới, tức là những người chuyên đánh lưới. Trong đánh đơn họ sẽ gây áp đảo cho các bạn những cái áp lực khi họ lên lưới và các bạn có thể tự hỏng. Điểm thứ hai là những người chuyên đánh về cuối phong, tức là cuối sân. Thì khi đánh về chuyên về cuối sân thì nó sẽ chia ra làm hai cái. Một là baseliner, là baseliner phòng thủ, tức là những cuối sân là họ sẽ tiêu diệt các bạn bằng sự nóng vội, bằng những cái cú đánh bền bỉ, và họ sẽ tiêu diệt các bạn khi có thể bạn làm lỗi nhiều hơn là bạn có thể thực sự thực hiện những cú winner. Và thứ hai là cuối sân thì sẽ có cuối sân là aggressive baseliner, có nghĩa là cuối sân nhưng những người lại chuyên đánh từ cuối sân bằng những quả bóng bạc, những quả bóng tấn công, tức là vẫn đánh cuối sân nhưng mà họ sẽ sử dụng những quả đánh tấn công hơn là những lối đánh là pusher, counter puncher. Đó. Thì đó là hai cái mà baseliner ở cuối sân. Một là cuối sân họ chuyên về phá sức và chờ các bạn tự hỏng. Điểm thứ hai là cuối sân nhưng mà người ta sẽ sử dụng những cú đánh tấn công uy lực, có thể ăn bóng trực tiếp từ cuối sân, winner chẳng hạn như thế. Và một cái nữa là còn gọi là on court, tức là những người đánh có thể đánh được tất cả các vị trí. Người ta có giao bóng, người ta có lưới, người ta chút phong, người ta có, tức là họ có đầy đủ. Và những cái vận động viên đó thì cũng là những vận động viên nguy hiểm, tại vì họ có thể đánh được cuối sân, họ có thể đánh được lưới, họ có thể đánh được smart, họ có cú giao bóng tốt. Thì các bạn phải đối phó như thế nào? Hôm nay tôi sẽ cùng hướng dẫn cho tất cả các bạn, chúng ta cùng nghiên cứu về một cái lối đánh mà đa số tất cả mọi người đều sợ, đó chính là pusher. Pusher là gì? Pusher là những người chuyên môn đẩy bóng hoặc là có một khả năng chơi ở cuối sân rất là bền bỉ. Họ có thể sử dụng những quả bóng giật xoáy cầu cao nếu như ở trình độ cao, còn nếu như trình độ thấp thì họ sẽ sử dụng những quả cú bóng lốp và đánh bóng lỏng, và bạn đánh một hồi thì bạn tự hỏng. Và đặc biệt là họ có thể đều bóng vô cùng, các bạn sẽ bị bế tắc và không biết như thế nào để mà sử dụng. Vì nếu như tất cả các bạn thực hiện một cái
cú đánh bền bỉ. Ngược lại với họ thì các bạn đã rơi vào một cầm bẫy, các bạn chậm lại, các bạn cứ đánh đều, đánh đều, đánh đều, đánh đều, thì các bạn không thể nào đều được bằng những người pusher. Tại vì cái lối đánh của họ là như thế. Mà nếu như các bạn tấn công thì các bạn tấn công liên tục, mà các bạn tấn công không chết, người ta đánh một hồi là các bạn tự phá bóng hỏng và các bạn mất sức. À, ngày xưa ở Việt Nam á, thì cái lối đánh mà pusher đó, đầu tiên là có anh Trần Đức Quỳnh, anh là người đầu tiên đánh cái lối đánh pusher ở Việt Nam, và lối đánh đó rất là hiệu quả. Mà thật, nói thật với tất cả các bạn là tới ngày hôm nay mà tôi nghĩ tới, là lúc đấy là tôi khoảng 17, 18 tuổi mà tôi cũng còn cảm thấy là sợ hãi với lối đánh đó, vì nó phá sức vô cùng. Tôi là một người đánh ở cuối sân với những cú đánh uy lực bạc, thì phải làm như thế nào để đối kháng với lại cái lối đánh đó. Anh Quỳnh là một người đánh có thể năng giật líp bóng rất là tốt, giữ bóng đối thủ sâu ở cuối sân, và anh lại có mỗi khả năng là giật hai mang ở hai góc chữ A. Khi với lối đánh pusher này họ sẽ cho các bạn di chuyển rất là nhiều, và họ sẽ giữ bóng bền và gây nên cái sự nôn nóng của tất cả các bạn. Nếu các bạn có một chút xíu gì yếu về thể lực thì đó sẽ là một cái yếu điểm khai thác vô cùng. Vì khi các bạn yếu thể lực thì các bạn sẽ vội. Các bạn vội thì các bạn sẽ luôn luôn muốn kết thúc cái trận đấu nó sớm hơn một tí xíu, thì các bạn sẽ tung ra những cú đánh dứt điểm hơn. Các bạn không muốn cái trận đánh nó bị kéo dài ra, cho nên các bạn tung ra những cú đánh uy lực, thì càng ngày cái sự mắc sai lầm và những lỗi bóng hỏng của các bạn càng nhiều. Đó là một cái điều đầu tiên của những người pusher. Thế thì làm sao chúng ta có thể đối kháng được điều này? Nếu như chúng ta xác định là chúng ta, bây giờ tôi chậm lại, tôi đánh, tôi không vội nữa, tôi không tấn công nữa, tôi chậm lại không, thì vô hình chung bạn đã rơi vào bẫy của những người pusher. Tại vì họ sinh ra, họ tập luyện và họ sử dụng lối đánh đó bền bỉ, thì bạn không thể nào bền bằng họ, và bạn không thể nào bắt họ di chuyển giống như họ bắt bạn di chuyển. Nếu họ đánh lối đánh đó, bạn sử dụng áp dụng lối đánh đó là chậm rãi, bền bỉ với người đánh pusher, thì bạn cũng sẽ rơi vào bẫy và bạn sẽ không thực hiện được. Nếu như bạn chọn phương án thứ hai là đánh những cú đánh uy lực dứt điểm, bạc bạc bạc, đánh một quả, hai quả, ba quả là kết thúc, một quả, hai quả, ba quả là năm ăn năm thua, thì với cái lối đánh đó thì phần trăm tất cả các bạn thua là 99%. Tại vì sao các bạn có thể thực hiện được những cú đánh winner rất hay, nhưng mà ngược lại sau đó là những cú đánh các bạn sẽ bị hỏng rất nhiều. Tại vì người ta sẽ là người chịu bóng rất rất giỏi. Thế thì làm sao chúng ta có thể sử dụng được? Có hai điều những người mà đánh pusher đó các bạn, thường họ đánh tốt ở cuối sân, nhưng mà khi lên lưới thì khả năng đánh lưới của họ không cao. Các bạn có thể thực hiện một cái lối đánh là sử dụng lôi họ ra sân và mời họ lên lưới để các bạn thực hiện dễ hơn là cái việc, tức là các bạn phải mời họ ra khỏi vị trí an toàn mà họ đang cảm thấy comfortable, tức là cảm thấy rất là thoải mái, tức là họ sẽ đứng ở dưới sân, họ chịu được những quả bóng của tất cả các bạn, thì bây giờ các bạn mời họ lên lưới thì họ sẽ làm rơi vào cái vị trí yếu hơn. Thì khi họ ở vị trí yếu hơn thì bạn sẽ là người có thể chủ động có nhiều cơ hội hơn. Trong trường hợp mà các bạn không thể thực hiện được cái việc mời họ lên lưới vì các bạn cũng không khéo trong những cú đánh, khi họ đòi và các bạn đánh bóng ngắn thì họ lại tận dụng những cú đó và họ dứt điểm bạn chẳng hạn như thế, thì các bạn sẽ phải áp dụng một cái biện pháp khác, đó chính là các bạn phải chậm nhưng các bạn phải tung ra đúng thời điểm những quả dứt điểm, tức là các bạn phải chọn cho mình một cái thời điểm để tung ra những quả dứt điểm. Ví dụ các bạn lôi đối thủ đánh bền bỉ một quả, hai quả, khi các bạn thấy được những quả bóng nửa sân hoặc 3/4 sân, các bạn có thể gây khó khăn là các bạn sẽ tung ra những cú đánh dứt điểm áp vào 1-2 và các bạn lên lưới chẳng hạn, thì các bạn sẽ khắc chế được cái lối chơi đó. Nhưng ngược lại, nếu các bạn tung bóng vào những cú bạc và những cú dứt điểm không đúng thời điểm thì các bạn cũng sẽ rơi vào bẫy. Cho nên đối kháng với người pusher, điều đầu tiên các bạn phải nhớ được một điều, đó chính là chúng ta phải chọn được thời điểm để tấn công. Nếu như các bạn không tấn công, các bạn cũng chết. Mà các bạn liên tục
tấn công các bạn cũng chết, và các bạn phải tìm đúng thời điểm từng tình huống, các bạn gài từng quả bóng, từng đường bóng, và đúng thời điểm các bạn tung ra những cú đánh uy lực, dứt điểm hoặc là kết thúc bằng những quả lên lưới. Chốt lại, đối phó với người đánh pusher, các bạn phải bình tĩnh, tìm những sơ hở, phải chấp nhận gài bóng qua lại, và khi đối phương có sơ hở bóng ngắn và cần phải tung ra những cú đánh dứt điểm thì các bạn phải tung những cú đánh dứt điểm, không nên phung phí những quả bạc liên tục, không nên rơi vào bẫy khi mà phải sử dụng những cú đánh lốp chậm theo cái lối đánh của đối phương. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn, và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ huấn luyện viên Trương Quang Vũ.